Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 20 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2020, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 198 đảng viên và 72 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 110 đảng viên và 46 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 102 đảng viên. Thông tin tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2020. Trong những ngày này, cấp ủy chính quyền các cấp cùng nhân dân các dân tộc huyện biên giới Nậm Pồ đều hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với niềm tin sắt son mãnh liệt vào sự thành công của đại hội. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh tại nước bạn Lào về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Dự buổi lễ có các đồng chí đại tá Đoàn Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc phòng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, cùng hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, nhân dân các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ. Trước khi tiến hành lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế về nơi an nghỉ cuối cùng, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc tại nghĩa trang A1. 13 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện được tìm kiếm, quy tập mùa khô năm 2020-2021 đều chưa xác định được danh tính. Trong đó có 9 mộ lẻ và 1 mộ tập thể, gồm 4 mộ hải cốt do đội quy tập mộ liệt sĩ quân khu 2 tổ chức tìm kiếm, quy tập, với sự tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào. Hài cốt các liệt sĩ đã được rước trang trọng từ tỉnh Udomsai, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về nghĩa trang liệt sĩ A1 và làm lễ truy điệu an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Trong giờ phút trang nghiêm và trọng thể, thay mặt lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn và ghi ơn công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc và cho nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đồng thời bày tỏ sự biết ơn chân thành sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, coi Bộ đội Quân tình nguyện Việt Nam như con em ruột thịt của mình, che chở, đùm bọc, kề vai sát cánh bên nhau, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, cùng chiến đấu và chiến thắng. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy tinh thần quốc tế, không ngừng củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng thêm giàu mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã dâng hoa, dâng hương, thành kính tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo báo cáo của Tỉnh ủy,
Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh các cấp ủy chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, sự tích cực chủ động của các cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nên Đại hội Đảng bộ tỉnh đã diễn ra an toàn, đúng tiến độ và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới đủ số lượng, đúng cơ cấu theo quy định. Việc chuẩn bị báo cáo chính trị được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng, có tính khả thi, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác nhân sự đại hội được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và người đứng đầu cấp ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác bầu cử đảm bảo nguyên tắc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đúng đề án nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, tỉnh đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thành công của đại hội đã tạo khí thế phấn khởi cho toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, linh hoạt sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đưa Điện Biên ngày càng phát triển. Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể tỉnh. Năm 2020, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số 35 CTTVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Chủ động nắm tình hình đối với đảng viên và tổ chức đảng để sớm phát hiện và ngăn ngừa vi phạm, giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo khiếu nại thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra khóa mới đều giải quyết triệt để, không để tồn đọng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 198 đảng viên và 72 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 110 đảng viên và 46 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 102 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, quản lý tài chính. Bên cạnh kết quả nêu trên, công tác kiểm tra giám sát thời gian qua cũng còn một vài hạn chế, như việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do điều lệ đảng quy định chưa đồng đều, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều. Nội dung kiểm tra về lĩnh vực đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản còn ít. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, như triển khai quán triệt đầy đủ các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Thực hiện nghiêm quy định số 195 QĐTVK ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, kịp thời công khai kết quả kiểm tra giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy cần quan tâm đúng mức công tác hậu kiểm tra giám sát, Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định. Trong đó tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý.
giải quyết kịp thời dứt điểm các đơn thư tố cáo khiếu nại kỷ luật đảng. Trước hết tập trung giải quyết tố cáo đối với những trường hợp liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt quy chế phối hợp, kiện toàn bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 với các điểm cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Tỉnh Điện Biên hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Về các giải pháp phòng chống dịch, từ năm 2020 đến nay, đối với hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới đường bộ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với y tế địa phương kiểm dịch và cơ quan chức năng tiếp nhận tổng số hơn 20.500 lượt hành khách nhập cảnh và trên 14.000 lượt xuất cảnh qua các cửa khẩu, đảm bảo đúng các quy định phòng chống dịch. Đồng thời, công tác cách ly giám sát được ngành y tế tỉnh thực hiện đầy đủ. Trong đó, đến nay, toàn tỉnh có 136 bệnh nhân cách ly tại các cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm 136 trên 136 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. Lũy tích số người cách ly tại 19 cơ sở cách ly tập trung là trên 6.600 người, với hơn 6.300 trường hợp đã hoàn thành cách ly 14 ngày và hơn 300 trường hợp đang thực hiện cách ly có sức khỏe ổn định, không có triệu chứng của bệnh. Bên cạnh đó, các biện pháp giám sát, kiểm soát dịch, công tác xét nghiệm, truyền thông cũng được triển khai có hiệu quả. Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như việc tăng cường thực hiện nghiêm quy trình về sàng lọc phân luồng bệnh nhân tại các bệnh viện, cơ sở y tế, chỉ định xét nghiệm sớm COVID-19 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, kể cả những trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm các ca bệnh, thực hiện cách ly kịp thời. Thực hiện nghiêm quy trình về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị, thời gian tới các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy chính quyền các cấp, tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thực hiện tuyên truyền đến các gia đình có người thân ở nước ngoài không về theo các đường dây đưa người trái phép qua biên giới, trốn cách ly khi về nước, đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, chốt chặn biên tuyến biên giới của các lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó là đảm bảo cho người dân trong khu cách ly được đón Tết an lành, đầm ấm, chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực hậu cần tại các cơ sở y tế nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Hôm nay, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Năm 2020, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong năm, các cơ quan tổ chức đoàn thể tỉnh và Ủy ban Nhân dân các cấp đã tổ chức được gần 7.400 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 464.900 lượt người, 5 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho hơn 3.710 lượt người tham dự. Phát hành trên 358.000 bản tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó gần 1.160 tài liệu được đăng tải trên Internet. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh xác định tiếp tục tư vấn cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp. Các thành viên hội đồng phối hợp tăng cường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, bộ phận pháp chế trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của hội đồng tại địa phương. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những tồn tại hạn chế và đưa ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh năm 2021. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành thành viên Hội đồng Phối hợp tỉnh cần bám sát chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa thành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của ngành mình, cấp mình,
lựa chọn nội dung hình thức tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm trọng điểm gắn với phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của hội đồng cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm là đầu mối theo dõi đôn đốc sự phối hợp của các thành viên hội đồng. Các ngành thành viên hội đồng chủ động xây dựng, ký kết và thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm hoặc từng chuyên đề, đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa biên giới. Cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí lồng ghép thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật với các nhiệm vụ chuyên môn. Chiều nay, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Căn cứ thông tư số 41 năm 2018 của Bộ Công an, thông tư liên tịch số 14 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trên cơ sở quy chế phối hợp, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành văn bản chỉ đạo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực nông nghiệp, tuân thủ đúng hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng, Nhà nước, có trách nhiệm trao đổi cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, chủ động kịp thời và thống nhất khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan. Sau khi thảo luận và thống nhất những nội dung đề ra, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp này, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp thời gian qua. Ngày 19 tháng 1, huyện ủy Mường Trà đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Năm 2020, huyện ủy Mường Trà đã lãnh đạo tổ chức và triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 218 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2019. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 426 tỷ đồng. Huyện có 4 xã cơ bản đạt nông thôn mới. Đời sống nhân dân ổn định, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm. Chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ được thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Huyện kết nạp 159 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 2.899 đảng viên, với 49 tổ chức cơ sở đảng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được quan tâm, lãnh đạo và có một số chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, huyện Mường Trà tiếp tục tập trung triển khai các chương trình, đề án, dự án, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn đối với cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ. Và để tạo khí thế thi đua sôi nổi chào đón sự kiện trọng đại này, thời gian qua Nậm Pồ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đến Nậm Pồ vào những ngày này, không khí thi đua lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng diễn ra khá sôi nổi. Các chi đảng bộ, người dân hưởng ứng tích cực và có sức lan tỏa mạnh mẽ với công trình phần việc trên các lĩnh vực, xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng y tế, trường học, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng như xây dựng nông thôn mới, làm nhà ở cho người nghèo, làm đường liên thôn, liên bản. Trong dịp này thì là có các cái hoạt động thi đua để chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Trong đó thì đối với lại lực lượng cán bộ công chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, để nỗ lực làm sao mà phấn đấu để thực hiện thành công và xuất sắc các cái nhiệm vụ do mình đảm nhiệm. Thế còn trong quần chúng nhân dân thì bà con phấn đấu thi đua để trong cái lao động sản xuất để làm sao mà nâng cao cái đời sống vật chất cũng như là tinh thần của bà con. Những năm qua, huyện biên giới Nậm Pồ đã tận dụng tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
phát huy lợi thế tài nguyên đất đai khí hậu, huyện đã ban hành các đề án nghị quyết về phát triển nông lâm nghiệp với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mô hình sản xuất đang được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Hàng nông sản, đặc sản của Nậm Pồ được người tiêu dùng ưa chuộng, đang từng bước khẳng định và tạo niềm tin với thị trường trong và ngoài tỉnh. Các cái phong trào thi đua thì đã được Ủy ban nhân xã tổng kết và có những khen thưởng kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước. Còn đã xây dựng chương trình hành động và đã có cái xây dựng kế hoạch về phát triển các cái phong trào thi đua trong quý 1 và trong cả năm để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Nội dung thi đua là tập trung vào là thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và làm kinh tế, phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc gia khu vực biên giới. Trong những ngày này, cấp ủy chính quyền các cấp cùng muôn vạn trái tim của người dân huyện biên giới Nậm Pồ đều hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với niềm tin sắt son mãnh liệt vào sự thành công của đại hội, mở ra giai đoạn mới, đưa cả nước nói chung, Nậm Pồ, Điện Biên nói riêng có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và bảo đảm quốc phòng an ninh. Sáng nay, cụm liên kết về an ninh trật tự giữa phường Sông Đà, thị xã Mường Lai và xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã tiến hành tổng kết công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn năm 2020. Cụm liên kết về an ninh trật tự giữa phường Sông Đà, thị xã Mường Lai và xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu được thành lập từ năm 2016. Cụm hiện có 10 tổ dân phố bản với gần 2.500 nhân khẩu. Qua thực hiện quy chế phối hợp giải quyết tình hình an ninh trật tự ở vùng giáp danh đã đạt được nhiều kết quả. Lực lượng công an của hai địa phương đã phối hợp với các đoàn thể nhân dân triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vận động được đông đảo nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tham gia giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, củng cố và xây dựng tốt các phong trào quần chúng tự quản. Hiện nay, số đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn cụm liên kết gần 100 đối tượng, trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, hoạt động của các loại tội phạm về hình sự, ma túy đã được kiềm chế. Các vụ việc đều được chính quyền hai địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Qua đó phối hợp cùng với các ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tạo ra thế trận an ninh liên hoàn vững chắc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực giáp danh. Hôm nay 20 tháng 1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Điện Biên Đông và huyện Điện Biên tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong đợt này, huyện Điện Biên Đông đón nhận 75 quân nhân xuất ngũ về địa phương. Đây là những quân nhân tham gia nghĩa vụ quân sự từ tháng 2 năm 2018, thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị Trung đoàn Bộ binh 82 Quân khu 2, Trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 543 Quân khu 2, Cụm kho CK79 Quân khu 2. Qua quá trình rèn luyện trong môi trường quân đội chuyên nghiệp, 100% quân nhân luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông đánh giá cao sự nỗ lực tiến bộ, trưởng thành của các chiến sĩ trong thời gian rèn luyện trong môi trường quân đội, mong muốn các chiến sĩ khi trở về địa phương tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và địa phương, tham gia và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Nhân dịp này, cơ quan chức năng của huyện đã tuyên truyền định hướng học nghề, việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong đợt này, huyện Điện Biên đón nhận 103 quân nhân tham gia nhập ngũ từ đầu năm 2019, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 82, Trung đoàn 741, Lữ đoàn Công binh 543, Biên phòng tỉnh và Cụm kho CK79. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các quân nhân đã được chi trả đầy đủ chính sách theo quy định và được cấp thẻ học nghề. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Điện Biên đã biểu dương thành tích của các chiến sĩ đã đạt được trong thời gian tại ngũ, đồng thời mong muốn các quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương sẽ phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia tích cực vào các hoạt động và phong trào địa phương, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Và đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!